Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Bảo được mời đến tham quan một căn nhà tương lai của một người bạn rất đặc biệt, người dưng ngược lối. Mọi người có đoán được đó là ai không nào? Xin chào. Xin chào. Đúng giờ quá ta. Và ngày hôm nay Quỳnh cũng đã đến đây từ sớm để chuẩn bị đón Bảo với cả mọi người để tham quan một ngôi nhà mẫu. Và chúng ta sẽ tưởng tượng đây là một cái ngôi nhà tương lai của Quỳnh Anh sẽ giống y hệt như vậy nha. Xin mời Bảo với mọi người vào đây nhé. Trước tiên chúng ta đang đứng tại không gian của phòng khách. Không gian tại phòng khách rộng như thế này sẽ khiến cho hai em bé như Quỳnh Anh sẽ có thể thậm chí còn nô đùa chạy nhảy trong đây vẫn được luôn. Và về thiết kế của căn nhà mẫu này thì tương đối sợ giống với cái gu thiết kế của Quỳnh Anh á, có cái sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Như mọi người thấy là ở đây có hai chiếc tủ màu đỏ rất là xinh như vậy. Quỳnh cảm thấy rằng là cái cách bài trí như thế này nó sẽ khiến cho ngôi nhà vừa có cảm giác rất là mát mẻ mà vẫn rất là ấm cúng nữa. Bà cảm thấy không gian của phòng khách như ra sao? Rất là đơn giản nhưng mà lại có rất là nhiều điểm nhấn đúng không? Vì Aqua là khu của Quỳnh Anh đúng không nào? Biết bài đó luôn hả ta? Có biết hát không? Thử thách y tế được rồi đúng không? Biết hát thì lại khó cho Bảo quá. Ba mẹ con tưởng tượng là sẽ ngồi ở đây để cùng ngắm cái mảng xanh ở xung quanh ngôi nhà này nè. Bởi vì phía không gian bên ngoài của ngôi nhà còn có rất là nhiều không gian để mình có thể trồng cây. Quấy là một cái người rất là thích trồng cây, rất là thích trồng hoa trong nhà. Sau này ba mẹ con chăm hoa rất là mệt luôn á. Trong nhà còn có cả thêm vài chỗ để bài trí những cây, tạo cái phong thủy tốt cho ngôi nhà của mình nè. Và tới đây Bảo biết là không gian gì không? Là một chiếc bàn ăn kết nối với phòng bếp. Và cũng có cái cảm giác là sẽ phân chia được hai khu vực giữa phòng khách và phòng bếp đúng không nào? Còn đây Bảo ơi, tới phòng bếp rồi đây. Ở trong phòng bếp này có thể mình có thể vừa đứng vừa nấu ăn, vừa ngắm vườn của mình ở bên ngoài. Đứng ở đây này, nấu những món ăn ngon và ngắm các con mình ở bên ngoài đang tưới cây dùng cho mình thì đấy là một cảm giác rất là tuyệt vời. Và Quỳnh thấy rằng là cái hệ thống cửa như vậy mình có thể mở ra khiến cho gió lùa vào toàn bộ căn nhà, đôi khi chúng ta sẽ không phải sử dụng máy lạnh nhiều luôn á. Và ơi, Quỳnh muốn giới thiệu với Bảo mọi người một cái nơi sẽ là một cái bí mật của ngôi nhà. Bảo biết đấy là đâu không? Đây là cái không gian mà mai mốt Quỳnh sẽ dành để ba mẹ con có thể cùng nhau ngủ trên chiếc giường như thế này. Bao giờ chiếc giường của Quỳnh Anh cũng sẽ phải bự cỡ 1m8, 2m để có thể ba mẹ con cùng ngủ với nhau. Để được sự nhà đôi khi có nhà phòng riêng cho các con nhưng mà hai cô vẫn quấn lấy mẹ lắm và chỉ muốn ngủ cùng với mẹ thôi. Trong không gian phòng ngủ này thì như Bảo thấy là ở đây thiết kế cũng rất là ít đồ đạc và Quỳnh thích như vậy. Bởi vì mình phải có cái sự thoải mái trong cái không gian và nhìn ra ngoài sẽ là một cái khuôn viên ban công. Quỳnh rất thích cái ban công này là bởi vì sao? Thứ nhất là mình vẫn có thể nhìn ra bên ngoài với những cái mảng xanh xung quanh ngôi nhà và mình sẽ có thể tưởng tượng nếu như buổi tối cầm một ly rượu vang ra ngoài ban công ngồi vào chiếc ghế này, bật một chút xíu nhạc nhẹ nhẹ và gấp nến lên để có thể relax một mình thì có thể rất là enjoy với cái kiểu cảm giác đấy luôn. Và Bảo thấy này, ở bên cạnh đây nó sẽ có một cái không gian dành cho việc để đồ, bởi vì cái walking closet rất là quan trọng với phụ nữ. Bởi vì sao? Phụ nữ thì thường sẽ rất là rườm rà thì phải có một không gian với hệ tủ bự như thế này thì mình có thể chứa nổi những cái điều phức tạp của phụ nữ. Bên cạnh đó thì là một cái không gian dành cho việc tắm rửa, sẽ rất là tuyệt vời nếu cô ấy lại mở cửa sổ này ra, mở cái lớp rèm gỗ này ra để có thể được thấy rằng xung quanh ngôi nhà chúng ta lại tiếp tục nhìn thấy cái mảng xanh và phóng tầm mắt ra bên ngoài để ngắm cảnh, đúng không nào? Còn bây giờ thì không biết là Bảo có muốn tham quan thử phòng của hai cô công chúa không? Phòng của hai cô công chúa lại có một cái concept rất là khác nha. Bởi vì là con gái cho nên là các cô ý sẽ rất là yêu thích cái không gian với một cái màu hồng nhẹ nhàng như thế này. Và một cái phong cách thiết kế nó cũng khá là giúp cho các cô ấy có thể hóa thân thành những cô công chúa trong mơ, trong những cái bộ phim mà các cô ấy xem á. Ở bên đây cũng có cửa sổ nữa và cửa sổ này cũng lại nhìn thấy những cái mảng xanh bát ngát bên ngoài ngôi nhà. Và ở trên lầu còn có một bí mật nữa mà Quỳnh giới thiệu với Bảo cũng như là tất cả mọi người đang xem video này nha. Đó là một cái nơi mà Quỳnh sẽ có thể rủ bạn bè về nhà để làm một bữa tiệc nhỏ được đó. Sẽ có một bất ngờ dành cho mọi người về cái sự thiết kế độc đáo này.
từ dự án Aqua City nha. Một cái tủ rượu rất là bự. Cô ấy là một người khá là yêu thích rượu vang, bởi vì thực sự là cái cảm giác được ngồi cùng với những người bạn của mình mà nhâm nhi một chút rượu vang cho dễ ngủ ấy, cũng khiến cô ấy cảm giác rất là enjoy với cái không khí như thế. Wow, thoáng đãng và xanh mát. Quỳnh cho rằng đây là một cái thiết kế rất là thông minh từ dự án của Aqua City, và thực sự họ tận dụng được rất nhiều những cái diện tích để làm một cái tiện ích. Có cả một chiếc bể jacuzzi như thế này thật sự rất là tuyệt vời. Ở tại đây ba mẹ con có thể cùng ngồi ở trong bể jacuzzi này nô đùa với nhau này. Còn bạn bè đến nhà thì có thể tổ chức một cái pool party nhỏ nhỏ ở đây, có thể đứng xung quanh bật nhạc lên, chiêu chiêu với rượu vang và ngắm không gian xanh mướt bên ngoài như thế kia. Quả thật là rất đã luôn đó mọi người. Yeah. Rồi tiếp đến sẽ là một cái không gian cho việc đọc sách, dành cho những cái lúc mà mình có thể nghĩ ra những cái ý tưởng dành cho công việc của mình. Có thể ngồi tại đây nghe tiếng nước chảy bên ngoài kia kìa, và nghĩ thật nhiều cho những cái ý tưởng sắp tới cho công việc nghệ thuật của mình nữa. Tất cả những cái gì của ngôi nhà nãy giờ của nhà giới thiệu ở trong một khoảng thời gian của video này, nhưng đó chưa phải là tất cả. Bây giờ của anh sẽ dẫn mọi người ra ngoài, ở bên ngoài, để khám phá xem tất cả tổng quan dự án Aqua City sẽ còn có những gì nữa nhé. Quỳnh xin giới thiệu với bảo mọi người, đây là khu vực sân vườn của ngôi nhà. Wow, rất là thoáng đãng. Mà làm sao Quỳnh Anh biết đến Aqua City vậy nè? Quỳnh biết qua những người bạn của Quỳnh Anh. Bởi vì có ba mẹ con thôi cho nên là cả ba mẹ con đều rất là quan tâm đến một cái không gian sống với đầy đủ tiện nghi. Thì ở tại Aqua City á, đều có đầy đủ tiện nghi về y tế này, về giáo dục, về thể thao, về giải trí. Hơn nữa về trường học thì cũng có các trường học liên cấp từ mầm non đến trung học. Cho nên là từ nhà đến trường chỉ có vài bước chân mà thôi. Ở đây chưa hết nha, về trung tâm chăm sóc sức khỏe thì ở tại Aqua City còn có cả bệnh viện này, còn có cả trung tâm thẩm mỹ quốc tế, không những thế còn có spa của Hàn Quốc này, rồi còn có cả dịch vụ tắm onsen của Nhật Bản nữa. Cho nên là xung quanh nhà mình có nhiều tiện nghi như vậy thì mình cảm thấy rất là thư thái, không cần phải lo lắng cho các con của mình cuối tuần phải đi đâu xa nữa. Hiện tại thì cô anh đang giới thiệu cho Bảo và mọi người tại một cái nơi được gọi là Clubhouse, có hồ bơi nè, có công viên nè, và sau này của anh và các bạn sẽ có thể bơi tại đây mỗi cuối tuần chẳng hạn. Thật tuyệt vời nếu các bạn có thể tổ chức một cái buổi pool party tại một bể bơi rộng như thế này tại Aqua City luôn. Đấy là một cái tiện ích mà phải nói là Aqua City rất là tâm lý khi mà có thể chiều lòng cư dân tại đây đó. Sáng giờ của anh đã giới thiệu với Bảo rất là nhiều những tiện ích tại đô thị Aqua City đảo Phượng Hoàng. Nhưng đây mới là một cái điểm thú vị độc nhất vô nhị có được tại dự án Aqua City mà anh muốn giới thiệu đến Bảo và mọi người đây. Đó chính là đón hoàng hôn trên bến du thuyền. Yeah, theo cùng anh nhé. Nơi đây sẽ có thể giúp cho mọi người có thể chiêu chiêu thư giãn cùng bạn bè, và sẽ là nơi để các bạn nữ có thể chụp hình sống ảo nè. Ngoài ra nếu mà các bạn còn muốn enjoy một cái cảm giác mạnh thì nơi đây cũng sẽ có mô tô nước, cano nước và chèo thuyền kayak nữa đó. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Đây chính là những tiện nghi dành cho một cái không gian sống mà như là một cái khu resort vậy. Đúng là thực sự đây là một cái nơi mà mình nghĩ rằng là ở trong mơ của mình rồi đó. Một ngày trải nghiệm Aqua City mọi người cảm thấy như thế nào? Của anh thì cảm thấy rất là vui bởi vì mình đang trải nghiệm một nơi mà mình sẽ chọn là ngôi nhà tương lai của mình, một nơi mình sẽ cùng các con của mình tận hưởng tất cả những cái dịch vụ và những cái tiện nghi như thế này, giống như cảm giác mình đang đi du lịch vậy. Hy vọng rằng là sẽ có thật nhiều những người biết đến Aqua City để chọn làm nơi an cư, giống như với một tiêu chuẩn sống 5 sao như thế này, để có thể trở thành hàng xóm của Quỳnh Anh nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.